Nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc sến được phân biệt như thế nào? Âm nhạc có rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Hôm nay Vida sẽ hướng dẫn phân biệt các thể loại nhạc cho anh em cùng biết nhé. Đầu tiên phải nói đến là dòng nhạc vàng, là dòng nhạc được ra đời trong thập niên năm 1960 thuộc khu vực miền Nam Việt Nam, được các nhạc sĩ thuộc Việt Nam Cộng Hòa sáng tác với giai điệu trầm buồn đều như rumba, bolero, cha cha cha. Giai điệu tuy gần gũi, dễ hiểu, rất sang trọng và lãng mạn. Đa số các ca khúc nhạc vàng được phối nhạc rất tây, giai điệu rất cuốn hút, lên xuống và âm luyến nhịp nhàng. Tuy nhiên, nghe xong lối nhạc này, mình sẽ cảm thấy dòng nhạc này rất khó hát. Phần đông nghệ sĩ biểu diễn dòng nhạc này là người miền Nam. Thứ hai là dòng nhạc sến, là dòng nhạc được xuất phát từ Mary Sến, rất phổ biến ở Sài Gòn những năm 50-60 của thế kỷ trước. Nội dung dòng nhạc này gần giống như nhạc vàng, ca từ rất dễ nhớ, giai điệu bằng phẳng, nhẹ nhàng, dễ hát lại dễ học. Thứ ba, nhạc đỏ hay còn gọi là nhạc kháng chiến, là dòng nhạc được sáng tác ở miền Bắc trong chiến tranh Đông Dương, với âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ, kích thích tinh thần chiến đấu, giải phóng, đề cao tinh thần dân tộc, ca ngợi người lính Cụ Hồ. Các bài hát được gắn kết với từng thế hệ người Việt với niềm đầy hào sảng yêu nước. Nhạc đỏ có sức mạnh vực dậy tinh thần dân tộc sâu sắc. Một số bài hát còn mang âm điệu của nhà Xô Viết rất hay. 4. Là dòng nhạc xanh hay còn gọi là nhạc trẻ, cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Đây là dòng nhạc mang đậm sắc du nhập. Các sáng tác của dòng nhạc này mang đậm âm hưởng của tango, cha cha, disco, rock.